xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay CC sẽ review cho các bạn xem. Thì việc đầu tiên để CC sẽ làm những cái động tác mà CC yêu thích nhất. CC ngồi chỗ nào nó cũng phải có mùi thơm hoặc là có ngọn nến. Thì đây các bạn thì nhìn như vậy chắc không thấy rồi. Thì cái mùa pho nó tới rồi nè, thành ra là lá chuẩn bị rơi và lá sẽ đổi màu rất đẹp. Dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo thật sự là tuyệt vời lắm các bạn. CC thích lắm. CC đó là hưởng thụ lắm. Tại vì sao? Tại sao mà mình không hưởng thụ các bạn? Các bạn cần phải hưởng thụ. Chờ CC chút nha, đốt ngọn nến lên cho nó đẹp, nó romantic khi mà trò chuyện với các bạn. Thì đây. Nè, đó. Bây giờ mà tắt cái đèn này đi thì tối lắm ha, cho nên là không có thấy ha. Bây giờ trời tối rồi, phải uống vitamin C nha. Buổi sáng một viên, buổi tối một gói. Đây các bạn, CC mời. Giống như một ly nước cam, sữa bọt thôi ha, không có gì ha. Rồi, thì đây là cậu em đã nhờ CC. Chị ơi, chị có thể tìm giúp dùm cho em 4 bộ. Bộ nào cũng được, tháng 12 chị gửi về cũng được, không sao. Bao nhiêu tiền chị cứ cho em biết đi, em tin tưởng chị. Em và bạn gái của em đều tin tưởng chị. Cho nên là chị cứ tìm kiếm đi rồi cho em biết giá tiền, em gửi cho anh Sa. Đó, mà em là thuộc lòng số của anh Sa luôn. Không biết em có gọi cho anh Sa chưa thì CC không biết ha. Nhưng mà em đọc cái số của anh Sa, gọi là không biết em có nhìn giấy em đọc hay không, mà em đọc một lèo luôn, không vấp đó. Thì cả tuần rồi, bây giờ CC mới có thể tìm được. Thì đàn ông, CC tìm cho em cái bộ này là cái bộ mà CC cảm thấy rất là hot nhất, mà người Mỹ trắng họ cũng xài rất là nhiều ha. Thì đây, lý do là tại sao CC mua bộ này cho em là tại vì nó vừa túi tiền của em đó, CC biết, không có mắc ha. Với lại hàng mà nó đã vô những cái nơi, ở những cái tiệm Muscle, Tejima, Ross, Burlington thì nó đã giảm giá từ 30 tới 50% rồi. Cho nên là CC mua cho em. Thì thay vì em mua rẻ được ở đây nhưng mà gửi về Việt Nam thì cái tiền gửi nó mắc, thì nó cũng vậy, cho nên là em đỡ được lắm. Chứ còn hơn là đi mua đồ xịn, đi mua đồ chưa có bao giờ giảm giá, rồi cộng cái tiền gửi ở bên tiểu bang CC gửi về tới 4.5 đồng, rồi mỗi một cái mỹ phẩm như vậy, cái hộp dầu thơm này ở Việt Nam lấy thuế là $5, cái chai lăn nách này Việt Nam lấy thuế là 1 đồng 50 cent ha, tiền đô nha. Còn cái chai sữa tắm này chưa biết, hy vọng đừng bị đi ha. Đó, thì CC nói rõ cho em biết, bỏ lên cân, cân nặng và tiền bạc sẽ cho em biết sau. Nhưng mà qua cách nói chuyện của em với CC, khi on phone để nói chuyện với nhau, thì CC biết rằng là em rất là tin tưởng CC. Cho nên là CC thích làm việc với những người như vậy lắm. Thì các bạn có lợi chứ không có hại gì đâu. Khi ai đến với CC, CC dám chắc là điều đó. Vì CC làm bất kỳ cái gì cũng bằng cái tâm của mình. Cho nên các bạn cứ yên tâm, cho đi sẽ nhận lại. CC biết điều đó. Cái gì tốt, cái gì đẹp, CC đều chia sẻ hết. Thì đây là những cái mà CC không có thể xài được vì nó là đồ nam. Nhưng CC báo tin cho em biết là anh Sa của CC đã xài và mê lắm. Hiện bây giờ thì cái nước hoa thì CC thấy anh còn đó, còn cái chai này còn hay không thì CC không biết ha. Thì để CC kể qua cái câu chuyện này. Lúc CC về Việt Nam thì CC thấy, CC mới hỏi, ủa mẹ gửi cho anh hả? Thì anh mới nói là không, anh mua ở đây. CC mới nhìn anh, CC nói, ồ vậy hả? Trời ơi chắc đắt tiền lắm ha. Tại vì CC nhìn thấy nó bự nữa rồi, nó nặng nữa. Thì anh mới nói là anh mua cái chai này không. Cái lúc đó anh mua là cả triệu. Cả triệu là nhiêu các bạn? Mấy chục đô hả? Cả triệu. Cái CC mới nói trời ơi mắc quá ha. Nhưng mà sau đó CC nghĩ lại, ồ tại vì cái tiền gửi nó đắt quá, nó nặng lắm các bạn. Rồi tại vì anh nói tiếng Việt ra thành ra cái 1 triệu, lúc đó CC cũng chưa nghĩ được ra là 1 triệu nó là mấy chục đô, nhưng mà cứ nghe thấy 1 triệu là CC đã cho là mắc rồi. Đó, thì khi mà về cái CC cứ nhìn cái chai này hoài, tắm thơm thật các bạn, thơm lắm. Anh tắm ở trong phòng ở ngoài này, CC ngồi phòng khách mà còn nghe được nữa. Thì lát nữa anh tắm xong ra, CC mới cầm, CC coi. Thì
Sisi mới mở cái nắp ra, Sisi nhìn. Hửi, coi coi nó là như thế nào. Thì tự nhiên mở nắp ra, cái rút cái cây này, cái nó lên liền luôn. Rồi Sisi lắc lắc, cái Sisi nói, ủa sao lỏng quá vậy? Thì anh nói là anh không biết. Ờ, anh cũng thấy nó lỏng quá. Hồi đó em có gửi về, mẹ có gửi về những loại khác, thì anh thấy nó không có lỏng. Chắc là cái loại xà bông này nó lỏng. Thì Sisi nghe biết thôi, chứ mình đâu có bao giờ xài qua đâu mà biết. Tới khi Sisi về lại Mỹ, thì bữa đó hai chị em mới đi shopping. Sisi mới nói với chị Sisi là, chị, em thấy anh sao, anh xài cái chai này tốt lắm nè, chị mua cho chồng chị đi. Chồng của chị thì còn ở Việt Nam. Thì chị mới nói là đâu. Thì tới mở ra gửi thử, chị thấy thơm quá, thế là chị mới mua. Thì tại vì chị Sisi mở ra để hửi, thì Sisi mới cầm cái cây này, Sisi kéo lên, Sisi mới nói, ủa sao nó đặc quá vậy, nó có bị hư không mà sao đặc vậy. Thì nhìn lại cái đát còn lâu quá, mấy năm nữa. Thì lúc đó Sisi mới nói, ờ sao đặc quá vậy ta. Mở thử chai bên cạnh nó coi, mình mở. Tại những cái này á, các bạn có thể mở ra được, là tại nó không có cái seal, chứ nó còn seal các bạn mở ra nó bắt các bạn á. Mở chai kia ra nó cũng đặc như vậy. Rồi Sisi biết rồi, vậy là anh mua ở Việt Nam bị cái gì rồi. Một là do cái khí hậu Việt Nam nó nóng quá, nó chảy lỏng ra. Hai là bị cái gì thì Sisi không biết. Nhưng mà thật sự cái chai của anh Sam mua nó rất là lỏng luôn đó các bạn. Đó. Thế là tối về Sisi mới gọi cho anh Sa, cho anh Sa coi luôn, kéo lên, và sau đó Sisi đổ ra cái ly thử cho anh Sa luôn, thì nó rất là đặc, đúng y như là xà bông bên đây, còn của anh Sa đổ ra như nước, lỏng. Ra lúc đó chị Sisi mới nói rằng là Việt Nam có thể là do khí hậu, hoặc là không có đúng hàng Mỹ, hoặc là như thế nào. Bây giờ không dám nói người ta bán hàng giả, tại vì anh Sa nói tiệm nó tiệm lớn mà, ở trong shopping nữa sao giả được. Thành ra cái điều đó là tới giờ Sisi cũng không biết, mà anh Sa cũng không biết luôn. Cho nên là Sisi đã mua và gửi về cho anh Sa. Anh Sa xài, anh mê luôn các bạn, mê luôn. Anh Sa là người tập thể dục, suốt ngày anh Sa chỉ ở trong cái phòng gym để tập thể dục thôi. Là anh Sa luôn luôn đi là mang theo những cái gì mà cần thiết. Biết anh Sa xài cái mùi thơm của nó, thế là bao nhiêu bạn bè hỏi, hỏi thăm, nhờ Sisi mua. Mà lúc đó Sisi không có đi mua giùm ai gì đâu, bị ám ảnh mấy năm trước cái vụ đó, không có mua, không có thích đâu. Đó, cho nên là không có mua giùm cho ai cái lúc mà anh Sa nhờ cả. Thì bây giờ nhờ cái được cái nút bạc rồi, các bạn Sisi cảm thấy thích các bạn vậy đó. Cho nên là ngoài 100 chai nước hoa tặng, Sisi mới mua những cái này giùm cho các bạn. Vì Sisi thấy các bạn xứng đáng, làm ra tiền thật, phải xài đồ thật. Sisi mệt một chút, Sisi cực khổ một chút, nhưng làm cho các bạn vui. Vì Sisi có được nút bạc, Sisi không bao giờ nghĩ rằng mình đạt được cái nút bạc của YouTube. Con Sisi còn không tin. Tới khi cái nút bạc về rồi, cả nhà chỉ nhìn Sisi, hết đứa con này tới đứa con nọ, đứa cháu kia, đãi Sisi đi ăn một tuần lễ luôn đó các bạn. Vì không ai nghĩ rằng Sisi có thể đạt được cái nút bạc. Nhưng đó là do các bạn đã ủng hộ Sisi, đã thương yêu Sisi, chia sẻ kênh của Sisi quá nhiều. Thành ra đó là điều Sisi làm tất cả cho các bạn. Thì những mặt hàng nào Sisi có các bạn thích, các bạn cứ lấy tấm hình đó gửi cho anh Sa. Thí dụ như ở trong video, các bạn nào lớn tuổi không biết chụp hình thì chỉ cần nói cho anh Sa, em coi cái video này nè. Đó, thì anh Sa sẽ bấm vào anh coi, thì anh sẽ chụp hình lại anh gửi cho Sisi. Rồi các bạn thanh toán tiền ở bên anh Sa, nói mít lòng trước được lòng sau, các bạn thông cảm cho Sisi ha. Là các bạn nào gửi tiền trước, Sisi mới gửi về. Tại vì này bị nhiều rồi, các bạn thông cảm nha. Rồi có một số bạn trách Sisi là như vậy, chị ơi, chị bán hàng mà sao chị không để giá tiền vậy? Thông cảm cho Sisi đi, nhiều việc lắm. Đây, cho coi luôn, nó có sách mắt có chứng. Cái này tại nó có số thẻ của Sisi nên Sisi lật bài này đi ha. Những cái con số chi chít luôn. Sisi không có đủ thời gian để ngồi để dò ra cái món nào cái giá tiền là bao nhiêu. Cho nên Sisi phải nhờ chị của Sisi. Khi nào mà chị rảnh thì chị sẽ vào để chị coi. Cái mã số ở dưới này nè các bạn, số nhỏ xíu à. Cái mã số ở đây nó là cái số nào ở trên cái receipt này, và cái giá tiền nó bao nhiêu. Khi xong được cái giá tiền rồi thì chị của Sisi phải dùng cái chai này bỏ vào cái thùng, từ cái thùng bỏ lên cái cân để cân, rồi phỏng đoán. Thí dụ như nó là
hai phao mấy phải tính chẳng là ba phao, vì còn băng keo và còn đủ các thứ ráp lại, phải làm kỹ lưỡng để về tới Việt Nam là nó đổ hết của các bạn sao, phải qua rất là nhiều khâu thì các sản phẩm của CC mua mới về tới các bạn được bình yên. Như hôm bữa gửi về có hai chai dầu thơm, mỗi chai dầu thơm là bạn đó nhờ CC mua đó, không biết đồ nó quăng như thế nào, về hai chai bị bể, mà hai chai dầu thơm đắt tiền nữa. Thành ra CC có hứa là thôi không sao, chờ đi CC sẽ gửi về cái khác, CC đền cho. Coi như các bạn thấy tự nhiên CC cái mất gần 200 đô. Đó. Cái đó nói thật luôn đó. Thành ra đừng có trách CC là tại sao chị đăng lên mà chị không để giá tiền. CC làm không nổi. Đi mua về là đã mệt xỉu rồi, cả ngày trời luôn. Rồi sau đó CC phải ngồi để vào xem, ok, cái chai này công dụng của nó là như thế nào, phải ngồi đọc kỹ càng, sau đó mới đăng lên trên Facebook cho các bạn. Rồi không có thời gian để làm YouTube cho CC nữa kìa. Cho nên CC phải năn nỉ các bạn làm ơn vào những cái video cũ coi giúp CC là như vậy đó. Ráng cho CC qua khỏi cái đợt này, là tới mùa lạnh là CC không có mua cái gì giùm cho ai nữa hết. Với lại bắt đầu tháng 10 là CC phải làm cái công việc bán hàng của CC rồi. CC bán hàng Noel đó, CC chia sẻ cho các bạn kiếm tiền sau nha. Đó, nhiều công việc lắm thì cái chai này mới về tới Việt Nam. Khi mà chị của CC đó coi giá tiền, tính ra cái giá tiền phỏng đoán, chị của CC sẽ gửi cái số tiền đó về cho anh Sa, thì anh Sa mới là người biết cái giá tiền đó bao nhiêu. Thì các bạn nào muốn mua bất kỳ cái gì, chụp lấy cái tấm hình đó hoặc là vào cái video đó nói với anh Sa em muốn món đó bao nhiêu tiền vậy anh. Anh mới là người biết giá chứ CC không thể biết được cái giá tiền. Đó, nhà CC việc nào ra việc đó. CC đã nhờ chị làm việc đó là chị phải làm đúng cái việc đó, không cần phải nói cho CC nghe là như vậy các bạn. Cho nên đừng có trách CC tội nghiệp, ok. CC biết các bạn nói điều đó là đúng, không có sai. Vì ai muốn cái gì cũng phải biết giá tiền để coi mình có vừa cái túi tiền của mình không để mình mua. Nhưng mà đây là cái công việc mà CC không thể làm được, cho nên các bạn thông cảm ha. Cho nên là ai muốn bất kỳ cái gì cứ gửi hình cho anh Sa, hỏi giá tiền, đồng ý thì gửi tiền cho anh Sa 50% hoặc là trả hết, CC gửi về. Còn ai mà không gửi tiền cho anh Sa thì CC không có gửi hàng về đâu. Vì CC không bán được thì sắp tới Noel rồi nè, CC sẽ đóng gói hết tất cả lại và CC bán. Năm nào CC cũng bán ít nhất là 2.000 món. Ok, đẹp lắm. Sẽ chỉ cho các bạn làm luôn. Các bạn ở Mỹ hay Việt Nam gì cũng vậy, làm để kiếm tiền mùa Noel ha. Nhiều tiền lắm ha. Kiếm mỗi một món ít ít nhưng mà số lượng nhiều. Năm nào người ta cũng đặt CC khoảng 1.000 mấy đó. Rồi CC làm thêm ra nữa, bỏ lên các website ở Mỹ bán, Amazon, eBay, Mercari và website của CC để bán. Năm nào CC cũng bán ít nhất là 2.000 món đồ Noel. Cho nên là CC đi mua hết tất cả những cái gì mà người Mỹ họ cần, dùng cái chữ Việt Nam mình đó, gom góp tích trữ lại, tới mùa Noel CC bung ra. Với cái bàn tay khéo léo của CC, CC sẽ gói, CC sẽ làm đủ mọi thứ. CC bán đắt như tôm tươi, không có để mà bán luôn đó. Nhưng mà sức có hạn, chỉ làm được nhiêu đó thôi. Muốn làm hơn nữa cũng không làm hơn được. Nè các bạn thấy những cái receipt không? Nó dài như vậy nè. Mà những cái con số nó như vậy làm sao mà CC có thể ngồi làm cho các bạn được? Thời gian đâu? Đó. Mỗi một lần CC đi mua là từ 150 món trở lên, 180. Không có bao giờ cái receipt nào mà dưới 100 món cả. Đây là hai cái tiệm CC đi nhiều nhất, Muscle và Techimax. Ở Mỹ mà nói ra hai tiệm này ai cũng biết, 100 người biết hết 100 người. Đó. Thì bây giờ đó, nãy giờ nhiều chuyện quá đúng không? Cậu em này là nhờ CC mua 4 phần quà, tới Noel gửi về cũng được không sao, miễn sao là có quà Noel tặng cho người yêu vào cái dịp Noel là vui rồi. Cho nên CC sẽ đi mua từ bây giờ và sẽ gửi về. Hy vọng là gửi sớm thì anh Sa có giữ đó, hoặc là bạn muốn tới lấy trước thì tùy bạn ha. Thì đây, đây là cái chị mua cho em, vì anh chị xài rồi cho nên chị biết thơm lắm. Thì đây là chai 3 trong 1 ha, gội đầu và tắm luôn, có conditioner luôn rồi ha. Và đây, đây là chai lăn nách, đi một bộ luôn á. Và đây là chai nước hoa. Đàn ông bao nhiêu đây là đủ rồi.
cần gì nữa thì để chị tìm kiếm, chứ giờ cũng không có gì hết ha. Đàn ông ba thứ này thôi đó. Thì ở đây lại có thêm một bộ nữa nè, nhưng mà cái chai này nó không được chai màu đen mà nó lại là cái chai màu tím. CC không xài cho nên CC không biết diễn tả như thế nào cho các bạn. CC sẽ vào cái website để coi như thế nào và CC viết chi tiết ở trên Facebook, các bạn vào để xem chi tiết. Thì đây là một cặp và đây là một cặp. CC có hai cặp. Cái này nó màu đen luôn thì nó đi chung nhau nó đẹp hơn. Còn cái này thì nó lại có cái màu tím, thì CC không biết là các bạn có thích hay không. Đó, thì bây giờ CC kể cho các bạn nghe cái vụ lăn nách cũng là cái hiệu này. Mà cái chai dẹp chứ không phải chai này. Anh Xanh có cái chai sữa tắm này rồi, anh mua ở Việt Nam đó, anh mừng quá. Thì anh mới nghĩ rằng là đàn ông mà ai cũng phải xài lăn nách hết, tại vì cái khí hậu Việt Nam hay sao đó, mồ hôi nách nó hay đổ ra lắm, chứ bên Mỹ CC không thấy nha. Thì nhiều cậu thanh niên, nói chung là đẹp trai, lịch sự luôn, nhưng mà đi một lát cái mồ hôi nách nó ướt ra cái áo nhìn rất là kỳ. Cho nên là các bạn cần phải xài cái lăn nách hiệu nào cũng được, nhưng mà nên xài để chi, để mồ hôi nó đừng thấm ra cái chiếc áo trắng nhìn nó đơ đì, nó dơ á, nhìn nó, nói vậy là hiểu rồi đúng không? Có nhiều loại mẹ CC gửi về, nhưng mà loại thường loại khác. Anh Sa muốn mua cái hiệu giống như vậy cho nó đủ bộ, cho nên là anh Sa mới đi ra đó mua. Ai chỉ anh đó, anh ra đó mua ở trong một cái shop tiệm lớn ở Việt Nam, cái khu shopping mall lớn á. Thì khi anh mua về rồi thì anh xài, anh thấy là ủa sao mà nó cứng quá. Rồi nhưng mà anh nghĩ chắc là nó là như vậy, thế là anh xài, anh nói anh bôi lên anh xài. Sau anh thấy là anh chà đó mà nó rát cái nách luôn, nó đau, nó rát cái nách luôn. Nhưng mà anh nghĩ là thôi chắc tại da của anh rồi. Thế là anh xài được khoảng tháng thôi à, anh cảm thấy nó không có thoải mái, vì mỗi lần mà chà như vậy đó, cái nách nó đau quá. Cho nên anh để trưng cho đẹp thôi. Thì anh mới nói chuyện với CC, thì CC mới nói ủa lăn nách là nó phải mềm chứ sao mà lăn nách mà cứng. Em chưa bao giờ mà nghe nói lăn nách mà nó cứng, mà chà mà đến nỗi có cảm tưởng mà rách da ở nách, thì em không hiểu à. Anh coi kỹ lại coi cái chai nó như thế nào, còn nếu không là cầm ra ngoài đó để hỏi người ta, chứ em nghĩ là cái chai đó nó làm sao. Rồi cái ảnh mới chụp hình cho CC coi. Thế là CC đi ra cái tiệm đó, CC coi. Trời đất ơi, CC hả, phê tham cho ảnh coi liền ngay tức thì luôn. Anh ơi, có phải hiệu này không, có phải chai này không? Anh nói đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. CC nói thật với các bạn nha, CC nói với chị đó, em đứng ở chỗ này, chị ra chị trả tiền đi, em muốn mua cái chai này liền ngay tức thì ở đây, và em chà thử lên tay em luôn, khỏi mang về luôn. Nếu mà good như vậy thì mua cho ảnh chục chai luôn đi cho rồi. Rồi chị CC cầm chai đó ra xếp hàng đứng trả tiền, mà vắng không có ai, có mình chị à, cho nên ra trả được liền. Rồi xong rồi vô CC đứng ngay tại đó luôn, CC lấy, CC chà, trời ơi nó trơn mà nó mềm. Mà CC nói thật với các bạn, nó như là sáp hay gì đó, nó trơn mà nó mềm mà nó mát lạnh như vậy nè, đâu có cứng, đâu có khô mà giống như ảnh diễn tả. Thế là CC phê tham cho ảnh coi bên này, ảnh phê tham cái kia cho CC. Thì ra một là nó bị cái gì đó ở trong này nè, nó trắng mà nó trắng bạch luôn á các bạn, nó trắng như vậy của mình luôn, mà nó khô, nó cứng, nó không phải như vậy. Ảnh nó cứng lắm, mà ảnh lấy anh chà lên tay cho CC coi, nó không ra luôn á các bạn. Trong khi cái chai CC mới trả tiền, CC lấy lướt nhẹ một cái thôi là đã nhìn thấy cái độ bóng của nó rồi. Đó là cái chai của anh chứ không phải kiểu chai này nha. Thế là CC mới nói rồi, cái chai của anh có vấn đề rồi. Tại vì sao các bạn, nó cùng cái series với nhau, thì tức là cái chai đó có vấn đề, hay là đồ giả hay là đồ gì thì không biết. Nhưng mà CC nghĩ họ bán cho một cái mall lớn như vậy thì không có đồ giả đâu, nhưng mà nó bị gì thì không biết. Thành ra hai cái ở Việt Nam anh Sa mua đều có vấn đề hết, cho nên CC không hiểu làm sao. Một là chai này y hệt luôn, cũng mùi thơm như vậy nhưng mà lỏng, thì chắc có thể do khí hậu Việt Nam làm nó lỏng hay sao không biết. Còn cái chai này nè, trời đất ơi, ảnh kể mà CC cười cười đứt ruột luôn. Lăn nách là người ta phải mềm, nó như treo vậy đó, lăn nhẹ lên trên nách của mình. Mà ảnh nói rằng là chà vào nách có cảm tưởng nó chày cái da nách luôn. Nhưng mà thật, ảnh chà CC coi, CC thấy biết không có ra gì hết trơn á, các bạn thấy chưa. Cho nên cái đó là không biết.
CC coi cái này rồi nhưng mà CC đâu có xài được đâu, cái này nam mà. Giờ CC thật sự ra là cũng không muốn mở cái siêu này của nó ra. Cái này là cái nắp nhựa nè. Nhưng mà nhìn như vậy là các bạn biết rồi cái độ nhờn, cái độ trơn của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đó, đó là như vậy. Thì coi như là có hai bộ nè. Bạn nào muốn hai bộ này hãy liên lạc với anh Sa để biết giá tiền và gửi tiền cho anh Sa trước, CC sẽ gửi về. Còn các cậu em này, nếu em thích bộ này thì liên lạc với anh Sa ha. Còn nếu em không thích bộ này thì để chị sẽ tìm bộ khác cho em. Đó, thì coi như là CC có hai bộ này đó các bạn. Trời ơi, nãy giờ nè, mời cả nhà uống. Cái này là vitamin C ha. Đó, đó là những gì CC chia sẻ trong hai bộ này. Và CC sẽ tiếp tục làm những cái gì mà các bạn cần. Các bạn cần cái gì cứ hỏi CC, tranh thủ thời gian CC làm hết tất cả những gì có thể. Các bạn nào muốn mua cái gì, dù các bạn bây giờ không có biết đi, các bạn nói chuyện với CC cũng được. Mà em chai rửa mặt nè, toner nè, kem dưỡng da ban ngày, ban đêm, hoặc là cái mà để chống nhăn mắt nè, các bạn liên hệ với anh Sa để biết giá tiền giùm CC và trả tiền bên đó ha. Bây giờ CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye, I love you.